No. No. What? No quá. No quá. Hôm nay mình làm món bà rọi rim tôm không cần ướp. Đây mình mua thịt bà rọi, người ta cắt lát ra như thế này nè. Bình thường cái này mình chiên cũng được hoặc nướng cũng được. Mình cắt hành lá. Còn đây là tỏi và hành tím. Nếu mà có thời gian thì ướp thịt trước nó sẽ ngon hơn, nhưng mà hôm nay mình nấu hơi gấp gáp đó, mình không có ướp thịt trước. Tôm thì mình có 700g tôm đông lạnh. Bây giờ mình rửa qua nước cho nó rã đông. Tôm này người ta lột vỏ hết rồi, người ta cũng lấy chỉ ở cái lưng ra rồi. Đường mình thắng lên như thế này để lấy nước màu. Đường vàng lên mình cho dầu vào để phi hành tỏi. Khi hành tỏi thơm rồi thì mình cho thịt bà rọi để xào. Mình nêm muối. Nước mắm. Một chút tương ớt. Tương ớt này sẽ làm cho cái thịt của mình có vị hơi cay cay và cái màu nước sốt nó cũng đẹp hơn. Thịt gần chín mình cho tôm. Tôm mình rửa nước nóng nhưng mà nó vẫn còn đóng băng, vẫn còn đóng đá. Mình cho thêm nước mắm. Một chút bột nêm. Bên đây là nồi nước mình luộc bông cải. Hôm nay mình luộc bông cải trắng và bông cải xanh chung. Nước luộc bông cải mình cho muối để cho cái bông cải nó tươi, nó xanh. Thịt và tôm chín rồi, mình cho hành lá, tiêu. Vậy là đã xong món thịt bà rọi rim với lại tôm. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với hai vợ chồng mình ha. Hello, xin chào. Rice. Cơm. Yeah, cơm. Yeah. Ăn cơm. Ăn cơm. Dạ, mà xin mời cả nhà ăn cơm. 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 And that is thịt rim. Ở đây tôm rim. Tôm rim. Ừ. Tôm cái này rim mà gì? Rim. Rim is so gekocht. Mà gì cho so gekocht? Dạ, so hơn. Dạ. Anh đi hỏi mình tôm rim là cái gì mình biết giải thích sao được? Đây, mình tập xem phim rồi. Thế
Hôm nay thì mình làm lần đầu tiên, mình làm thịt ba rọi riêng với tôm. Anh đi múc một cái hết nửa dĩa rồi. Đáng lẽ là mình nếu mà có thời gian thì mình ướp trước xong rồi mình thắng nước màu rồi các thứ, nhưng mà hôm nay kiểu như là mình đói bụng á, mình nấu gấp gấp thế là mình không có ướp trước và thắng nước màu hơi ít nên cái thịt không có được không có lên cái màu đẹp, nhưng mà cái vị ăn thì khá là ổn. Very good. Ngon lắm. Ngon lắm. Hôm nay thì mình có thịt ba rọi rim với tôm, bông cải luộc và salad dưa leo, nước tương để mình chấm bông cải. Mấy hôm mà ăn nào là pizza rồi ăn spaghetti, mình ăn đâu 2-3 hôm á là thèm cơm lắm rồi. Thịt flesh, thịt heo, thịt gà, thịt bò. Châu hôm nay đi học cả ngày nên chiều mới về ăn cơm. Kevin thì cũng chưa đi học về. Phải cho mẹ với mi. Tìm lại mẹ với mi. Ăn mấy cốt bây giờ bị pizza hoặc là bị spaghetti. Không ăn. Không. Ngày thứ bảy á, là một ngày rất là stress đối với anh đi, bởi vì làm cổng á, rồi xong rồi khi mà mình đi chợ đó thì là cái thẻ của mình đó, nó hôm trước mình có kể cho cả nhà nghe là cái thẻ đó khi mà mình chuyển nhà thì mình phải báo với ngân hàng là mình đã đổi địa chỉ và người ta gửi cái giấy về cho mình, người ta kêu là điền giấy lại xong rồi gửi lại để xác nhận là mình thay đổi địa chỉ. Nhưng mà mình quên mà tới cái thẻ tới hôm thứ bảy vừa rồi họ mới không biết họ cũng không khóa, mà chỉ là khi mà mình thanh toán thì không có cái máy nào chấp nhận hết, mình ra ATM mình rút máy cũng không chấp nhận. Lúc đó mình cứ tưởng là tài khoản của mình bị sao, nhưng mà đến lúc về nhà thì mới biết là người ta nói là mình phải đổi địa chỉ. Hay là anh đi thì đang làm cổng cũng phải bỏ dở rồi chạy tới xong rồi để mình thanh toán xong cái bữa đi chợ đó, xong rồi đêm á thì lại tới Kevin uống rượu say rồi Kevin gọi. Hôm mà Kevin uống rượu say á thì thật ra thì bình thường Kevin không có uống vậy đâu, nhưng mà hôm đó là đi dự tiệc sinh nhật của bạn á, mà mấy đứa bạn thì bằng bằng tuổi nhau, 19 tuổi, cái tuổi mà kiểu như là thích thể hiện á, thế là uống. Thì hôm đó là bạn Kevin chở đi, Kevin không phải lái xe cho nên là uống say. Thì bạn Kevin có nói là Kevin uống không nhiều, nhưng mà kiểu như là uống trong một thời gian ngắn á, chắc có thể là đói bụng á, xong rồi uống trong một thời gian ngắn, thế là cũng không có đến nỗi mà say mà nằm bẹp, nhưng mà kiểu như là xe của bạn Kevin thì là xe mới nên nó sợ là khi mà lái xe đó thì sẽ ói ra xe. Okay. Okay. Không có đến nỗi say xỉn lắm, nhưng mà kiểu như là bạn của Kevin sợ là
lái xe chở Kevin rồi Kevin sẽ ói ra xe. Nên là gọi điện cho tụi mình thì gọi thì nó kêu là ói nhiều lắm. Tại vì nó chưa có muốn đi về cho nên là muốn tụi mình tới đón Kevin về. À, thế là ông xã mình tới đón Kevin thì đi đứng bình thường. Lúc đó mình cũng sợ lắm tại vì mình rất là sợ mấy cái vụ mà trẻ trẻ đó uống rượu xong rồi bị ngộ độc á. Tại vì khi mà không quen với rượu á, không quen uống rượu á, mà uống vào nhiều một lần á, thì có thể bị ngộ độc rượu, rất là nguy hiểm. Kevin về thì biết lỗi, cũng xin lỗi, rồi cảm ơn ba đóng về. Thì bình thường trước khi mỗi lần mà Kevin đi chơi á, thì mình luôn nhắc là dù có bất cứ chuyện gì, nếu cần là phải gọi điện chứ không có được giấu. Tại vì nếu như mà mình la đó thì có thể là nó sẽ sợ. Nó sẽ sợ thì khi mà có việc gì á, nó sẽ không có nó sẽ không dám gọi điện cho mình và có thể là nguy hiểm. Nhiều khi say xỉn nằm ở đâu đó thì nguy hiểm. Thì 4 giờ sáng ông xã mình chạy xe cách nhà 30 cây số, chạy đi chạy về là 60 cây á. Thì ở Đức chạy 30 cây thì cũng không có lâu, chừng nửa tiếng thôi. Chừng nửa tiếng là tới. Thì lúc đó là mình để anh đi đi một mình thôi. Tại vì ở nhà thì mình có Chô, mình không thể nào mà bỏ Chô ở nhà ngủ một mình được. Và đi lái xe thì cũng không cần hai người. Mình ăn hết hết gần một đĩa luôn cả nhà. Ông xã mình giờ khoái ăn cơm với lại thịt kho, thịt rim các thứ đấy. Thịt gì mà không có xương á thì ok. Và nhiều khi mình kho gà mà có xương á là hay phàn nàn là có xương phải gỡ xương. Do you want to eat the chicken? Yes. Avocado knot? Yes. No flesh. Levin, meet your guest. Hat er Hähnchenbrühe gegeben. Also so mit Haut, also ungekocht, mit Knochen drin. Hat er so gebogen gemacht und dann hat er ganze Knochen rausgezogen. Ja, es gibt manche, die machen das, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe gesehen, wie sie mit scharfes Messer und dann schneidet und dann Knochen raus. Ohne. Guck mal an. Ông xã mình kêu là thấy có người có coi video mà người ta lóc xương gà đó. Mình thì mình chưa bao giờ biết rút xương gà. Thấy người ta hay làm cái gì gà rút xương đó, nhưng mà mình chưa biết rút xương cách nào. Next time I must do. Ich koche und du sieh die Knochen auf. Cái tôm với thịt này mà lát nữa mà ăn không hết á, mình kho, mình cho vào xong rồi mình cho thêm nhiều ớt nữa. Mình thích kho mà ăn cay thì cay á. Ông xã mình không ăn cay cho nên hôm nay mình không cho ớt. Chứ nếu mà cho ớt vào thì nhiều khi cay quá không ăn rồi lại ế. Nhưng mà mình cho tương ớt thì nó cũng cay cay và nó lại làm cho cái màu cũng đẹp hơn á. Nein, den Bauch ich auch gut. Schmeckt alles gut. Tôm này người ta bán trong siêu thị Đức nhưng mà người ta nhập từ Việt Nam. Ở trên cái hộp á, thì mình có thấy là để là nhập khẩu từ Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam, come from Việt Nam tôm. Der? Mhm. Make in Vietnam. Ich weiß aber genauer.
Die sind spezialisiert auf Schlange praktisch. Mm. Ja. Na, aber. Na. No. Was? Na, war? Na, war? Sat. Ach so, ja. So tiếng. Giờ thì tụi mình ăn xong rồi, anh đi sẽ uống cà phê. Mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, goodbye, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.